xanh, nhấn vẫn màu xanh, nó không đổi màu. Reset lại nè. Đèn bên tay trái thì sẽ đổi màu, còn bên tay phải thì không có một màu à. Mày nhanh vô rút điện giờ. Hết điện à? Tiết kiệm điện à? Không, tại vì đèn này nó phải có nước. Nó đổi màu qua ha. Đổi màu rồi luôn. Đèn này nó phải có nước, chứ nhìn lâu mà nó không có nước là không được. Đâu? Nó không có hệ thống tản nhiệt. Nó là mát bằng nước mà. Chạy bình thường như thế mà không có máy che. Vẫn màu xanh đó, mình kì chớp màu xanh.